Từ tháng 3 năm 2023 đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Đô thị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cường Thơ đã kết nối hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên thuộc các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng hoa kiển, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồng thời tư vấn hướng dẫn bạn trẻ hoàn thiện thủ tục công nhận sản phẩm ô cấp, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, tập quấn kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. Đối với những thanh niên có ý tưởng làm kinh tế nhưng sản phẩm chưa đạt chuẩn ô cấp, hợp tác xã là nơi tiếp tục tư vấn hỗ trợ để các bạn hoàn thiện sản phẩm.